soi kèo bóng đá hôm nay Newcastle Z vs Melbourne City diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 tại sân McDonald Jones Stadium, Alex 2019 trên không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, dẫu đến làm khách trước Brighton với phong độ khá ổn định, nhưng với việc Newcastle Z chưa bao giờ là đội bóng có thể chơi tốt khi phải thi đấu xa ở mùa giải này, đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Robinson phải nhận lấy thất bại với tỷ số 0-1 ra, về một trận đấu mà họ đã kiểm soát bóng lên đến 61% và tung ra được 10 pha dứt điểm, nhưng chẳng hề có bất kỳ cú sút nào bóng đi trúng mục tiêu. Với trận thua này thì Newcastle Z vẫn đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Alex với 21 điểm, hiện vẫn đang kém nhóm được tham dự playoffs tranh chức vô địch đang là 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Đến với trận đấu vòng 27, Newcastle Z sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Melbourne City đến làm khách trên sân nhà trải qua 7 trận đấu gần nhất, thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Robinson đang có được là 3 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua duy nhất một trận. Dẫu biết trong những mùa giải gần đây, thì họ thường xuyên bị bắt nạt bởi Melbourne City trong những lần chạm mặt. Nhưng với điểm tựa rất lớn đến từ sân nhà, và cùng với đó là phong độ vẫn đang khá tốt như hiện nay, thì chỉ cần Newcastle Z thi đấu tập trung và không để mắc sai lầm, thì một kết quả từ hòa đến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Cần biết trong 4 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Robinson vẫn đang bất bại cả 4 trận với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Phía bên kia sân, với việc chỉ phải đến làm khách trước một đội bóng chỉ đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng như Central Coast Mariners ở vòng đấu vừa qua, thì Melbourne City đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình trận đại thắng với tỷ số 4-2. Tuy phải nhận lấy bàn thua từ rất sớm, khi chưa đầy 2 phút thi đấu nhưng với đẳng cấp của mình, thì đội bóng của huấn luyện viên Mombes đã có màn lật kèo đầy ngoạn mục và trong đó chân sút McLaren đã góp công không nhỏ bằng cú hat-trick vào lưới đối thủ. Với chiến thắng vừa có được thì hiện tại Melbourne City vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Alex với 40 điểm, hiện chỉ còn kém ngôi đầu bảng của Sydney 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trở lại với chuyến hành quân lần này, thành tích mà đội bóng của huấn luyện viên Mombes đang có được ở thời điểm hiện tại là chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Dẫu biết Melbourne City đang có phong độ rất tốt, cũng như việc thường xuyên bắt nạt Newcastle Z trong những lần chạm mặt gần đây, nhưng không phải vì vậy mà người hâm mộ của họ lại có thể yên tâm quá nhiều vào chuyến hành quân lần này. Cần biết ở thời điểm hiện tại, thì Melbourne City không phải là cái tên cho thấy sự ổn định khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 6 trận sân khách mới đây, thì họ chỉ có 2 chiến thắng, một trận hòa và để thua đến 3 trận. Đó là chưa kể đến hai trong 3 lần gần nhất đến làm khách tại McDonald's Stadium, thì đoàn quân của huấn luyện viên Mombes chỉ biết nhận lấy thất bại ra về. Dự đoán kết quả Newcastle Z với Melbourne City. Dự đoán tỷ số 1-1. Chọn kèo châu Á, Newcastle Z nằm dưới đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu. Để nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.